Xin chào, đây mà là một cái clip mới nữa. Mình chuẩn bị làm cá với hạt đậu nành tươi, mà mình đã giới thiệu là hạt đậu nành tươi là mình lãi vỏ ra, đãi ra mình lấy vỏ rồi xong thì cá bạc má chay hai khứa, gồm có cá bạc má chay mình cắt ra như thế này xéo xéo rồi mình để vô chảo mình chiên cho nó vàng. Còn đây là khâu chuẩn bị. À, gồm có đậu, hạt đậu mình đã tách vỏ ra sẵn rồi, cà rốt, củ đỏ, củ hành tây, hành lá mình lấy cái cọng, rồi kế tiếp là cà chua. Hôm nay mình sử dụng cà chua bi, đây là cà chua bi mình sẽ để nguyên trái không cần cắt ra cũng được. Đậu cua que mình cũng sẽ cắt hạt lựu ra giống như củ đỏ. Đây là nguyên liệu mình chuẩn bị để mà chế biến món cá bạc má với hạt đậu nành tươi. Bởi vì nó là đồ chay cho nên tất cả những cái món này mình làm nó đều có dinh dưỡng hết cho người ăn chay. Rồi, đậu que mình đã cắt xong, đậu que, củ đỏ, củ hành tây và hạt đậu nành tươi mình tách lấy hạt ra, tách vỏ lấy hạt ra. Đây là khâu mình chuẩn bị để mình ươm cá. Đợi cá nó vàng mình trở về. Nhớ đây là cá bạc má chay nha các bạn. Tất cả đồ ăn của Kỳ Viên Ngộ mình đều là đồ chay hết. Và đây là một món nữa là bắp cải. Bắp cải mình cũng xắt hạt lựu ra, cắt vừa miếng ăn. Rồi, đây là tất cả những cái món mình chuẩn bị đang rất là ngon và hấp dẫn. Thì trong đồ chay của mình có nhiều rau củ quả thì nó sẽ tăng chất dinh dưỡng, bổ dưỡng cho cơ thể của mình, cho nên ăn nhiều rau củ quả vô càng tốt nha, nhớ như vậy nha. Rồi cá bạc má nó đã vàng, lấy ra đĩa. Đây là khâu để mình chuẩn bị. Xin chào. Và hôm nay là một món nữa mình tiếp tục hướng dẫn các bạn làm món chay mới. Cá bạc má với rau củ. Đây là cá bạc má mình đã chiên xong.
Mình có một ít đậu hũ kỳ tươi chiên. Và đây là cá bạc má. Và đây là rau củ quả mình đã chuẩn bị. Và đây là cà chua. Cà chua bi, mình sẽ để nguyên trái. Mình chế biến bằng nguyên trái. Và đây là hành lá, mình đã cắt sẵn. Mình lấy cái cọng hành xài trước, lá mình để vô sau. Mình cho dầu vào chảo nóng lên. Và đây là đậu nành. Đậu nành tươi mình đã tách vỏ ra. Hạt đậu rất là ngon to. Chảo nóng mình cho dầu vào. Hành. Hành lá. Mình đợi cho hành và tỏi vàng lên nha các bạn. Và đây là nấm đông cô khô. Mình ngâm đống nấm đông cô cho nó mềm ra. Rửa cho sạch. Nhớ là hành và tỏi thì mình xào cho nó vàng lên một chút. Khi nó vàng lên nó sẽ có hương thơm đậm đà hơn. Đông cô khi mình ngâm xong rồi mình sắc ra, sắc vừa miếng ăn ra, cũng hạt lựu luôn. Mình ngâm nó chưa có mềm hung cho nên nó hơi cứng. Này mình ngâm hơi trễ. Rồi trước khi mình làm mình chuẩn bị cho sớm hơn. Kéo cắt đi, dễ hơn. Khi người ăn chay á, trong nấm đông cô này nó cũng có nhiều dinh dưỡng cho người ăn chay mình nữa. Cho nên tất cả những cái món mình ăn chế biến. Rồi mình cho nấm đông cô vào chảo. Hành và tỏi cũng đã vàng lên. Tiếp tục mình cho nấm đông cô vào chảo. Xào tiếp. Rồi giờ mình cho đậu hạt tươi vào. Thank you.
Khi hạt đậu nành tươi và nấm đông cô mình xào một chút xíu cho nó thơm lên. Và tiếp tục là khâu nêm nếm. Mình sẽ cho một ít hạt nêm vào đây. Một chút xíu bột ngọt. Và một chút đường. Ít thôi nha các bạn. Như mấy lít trước mình nói là trong món ăn chay của mình, tất cả những món mình nấu, mình chế biến mình đều để rất là ít đường. Mình chỉ dặn một chút xíu đường thôi. Rồi, và tiếp tục mình sẽ cho rau củ quả vô. Đây là bắp cải, củ đỏ và đậu cô que. Mọi thứ mình cho hỗn hợp này vào. Và tiếp tục là cà chua. Mình cho cà chua nguyên trái vào nha các bạn. Ở trong cái món hầm cá bạc má này thì nó gồm những cái nguyên liệu rau củ quả rất là tươi ngon. Để mình hầm cho cá nó hơi nhiều rau rồi mình cho thêm mức các đồ nêm nữa thì nó vừa ăn. Rồi tất cả những cái hỗn hợp này mình xào cho nó đều gia vị lên nha. Và tiếp theo đó là mình sẽ đậy nắp lại. Mình cho chút nước vào. Mình cho nước vào để cho rau củ quả nó đủ độ chín. Rồi đậy nắp lại. Và trong cái món rau củ này thì mình sẽ chế biến một chút ít nghệ. Nghệ làm cho cái màu nó vàng tươi lên. Và sa tế. Đây là sa tế với sả. Mình đã khử sẵn. Cho hành lá vào. Rất là vừa ăn. Rất là ngon, tuyệt vời. Rồi, và đây là khâu cá bạc má. Khi rau củ nó vừa chín được một ít, mình sẽ cho cá bạc má vào. Mình đậy nắp lại. Bởi vì nó là món cá cho nên mình để cá vô mình cho rau củ nó thấm. Nó mới ngọt cái khứa cá của mình. Và đây là một cái dĩa đậu hũ kỳ tươi mình đã chiên sẵn. Thì một lát nữa khi rau củ này mình cho nó chín thì mình sẽ múc ra cái dĩa này mình trang trí. Rồi, món rau củ của mình đã chín tới. Mình sẽ cho ra đĩa nha.
Vì khi cái món rau củ quả này khi mình xào nó chín xong rồi nó rất là ngọt. Nước của rau củ quả rất là ngọt. Và cá bạc má nó cũng đã thấm vô. Nhìn các bạn thấy có hấp dẫn không? Rất là hấp dẫn đúng không? Và cà bi chua ở đây là mình để nguyên trái. Tại vì ông xã mình thích ăn nguyên trái cà, và cà chua. Rồi, một món chay thuần khiết, đặc sản của người ăn chay đã hoàn thành. Rất là đặc biệt, thơm ngon. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Món chay thuần khiết. Chúc thân tâm an lạc, trí tuệ sáng suốt, phát tâm bồ đề, cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới. A Di Đà Phật. Đây là cái món mình hầm đậu, rau củ quả với cá bạc má, mình dồn bánh mì. Cũng là một món ăn rất là tuyệt vời. Nhìn dồn vô ổ bánh mì mình ăn, hấp dẫn lắm các bạn. Xin mời thưởng thức. Nhà hàng ăn là tới như tuyệt vời.